Thầy rời mộ, tác giả Tô Hoàn, diễn đọc Thùy Uyên. Chương 166. Nhìn thấy em, anh không thấy mệt mỏi nữa. Theo lý mà nói, vại rượu thuốc đã hở nắp ra như thế này sẽ bị biến chất. Nhưng kỳ lạ là những vại rượu thuốc vẫn còn nguyên vẹn khác lại không thơm được bằng nó. Cụ tôi tò mò châm nến cẩn thận nghiên cứu và phát hiện bên trong vại rượu bị hở nắp này có ngâm một hạt bồ đề. Nhớ lại những gì ông tổ đã từng nói ở Phật đường khi cụ còn bé, cụ tôi đã ngay lập tức xác nhận nguồn gốc của hạt bồ đề này. Nó chính là hạt bồ đề cực kỳ hiếm có, trăm năm mới kết hạt một lần của Phật môn. Cụ tôi là người thông minh, cụ cũng là người làm ăn nên đã chắt một bình rượu thuốc ngâm hạt bồ đề về để nghiên cứu. Cụ phát hiện ra rượu thuốc này có công hiệu rất lớn. Chẳng những có thể thông khí huyết, làm ấm dạ dày, xua tan khí lạnh, phục hồi sinh lực, mà quan trọng nhất là bên trong rượu thuốc có nhiễm Phật khí, là thứ thuốc tốt nhất để trừ khử âm khí, sát khí, bệnh xấu ẩn trong cơ thể. Ngoài ra, dùng loại rượu thuốc này lâu dài còn được Phật khí bảo vệ, xua tan ma quỷ, trấn áp yêu tinh, tăng thêm Phật duyên. Có phát hiện này, cụ tôi dứt khoát gác lại công việc buôn bán của mình để về trấn hưng lại cửa hàng rượu thuốc nhà họ Trương. Cho tới ngày hôm nay, tuy nhà họ Trương chỉ là một gia tộc nhỏ ở Thiên Đô, nhưng tài sản tích lũy được cũng phải lên đến mấy chục tỷ. Nói như vậy là rượu thuốc của nhà họ Trương các người đều đã được ngâm với hạt bồ đề. Thương Vân Hy cau mày, nói: Nếu là như thế, thì công hiệu của hạt bồ đề này cũng bị mất đi nhiều rồi, sợ là không đủ để giúp đại tiểu thư cố chữa thương. Trương Điềm Điềm ra hiệu cho Lỗ Siêu đóng kín cửa phòng riêng lại, rồi mới nhỏ giọng giải thích. Không, cụ tôi lấy hạt bồ đề từ trong vại rượu ra, cũng biết sự quý giá của nó. Cho nên cụ đã tiến hành pha loãng vại rượu thuốc ngâm hạt bồ đề kia. Nói đơn giản thì, rượu thuốc mà nhà họ Trương bán hiện nay, trong mỗi vại chỉ bỏ thêm một bầu rượu thuốc ngâm hạt bồ đề thôi. Nhưng dù là vậy, thì tác dụng của rượu thuốc vẫn không thể đùa được. Theo như tôi được biết, từ lúc được cụ tôi phát hiện ra đến giờ, hạt bồ đề chỉ bị ngâm qua 2 lần. Công hiệu bên trong hạt còn khoảng 2/3. 2/3 à? Thương Vân Hy gật gù. Vậy thì đúng là có thể chữa thương được cho đại tiểu thư cố. Chỉ có điều cô đem báu vật thuốc dẫn quý nhất của nhà họ Trương ra như vậy. Một khi rượu thuốc ngâm hạt bồ đề của nhà họ Trương bị đem ra pha loãng xong, nhà cô sẽ không còn rượu thuốc để mà bán nữa. Tôi biết. Trương Điềm Điềm trịnh trọng nói. Ông nội tôi nói, hạt bồ đề chỉ có một hạt, chắc chắn sẽ có ngày nhà tôi ngâm hết công hiệu của nó. Như vậy thì nhà họ Trương sẽ không tiếp tục bán rượu thuốc được nữa. Cho nên bao nhiêu năm qua, nhà họ Trương vẫn luôn cố gắng thay đổi phương thức làm ăn. Chúng tôi đánh vào bất động sản, siêu thị, cửa hàng thức ăn nhanh. Có thể nói, hiện nay nhà họ Trương đã không còn dựa vào rượu thuốc để kiếm tiền nữa. Mà ông nội tôi cũng đã nói, ai có thể trị hết bệnh cho tôi, nhà họ Trương sẽ đem hạt bồ đề ra làm quà tạ lễ. Nghe thế, tôi không thể không xen lời. Hạt bồ đề có ẩn chứa Phật khí, nó là vật chí dương, hiệu quả chắc chắn phải mạnh hơn rất nhiều so với mấy thứ như gỗ đào trăm năm. Nếu chị ăn vào chẳng phải có thể thay đổi được thể chất âm bẩm sinh à? Hoặc ít nhất nó cũng có thể áp chế được âm khí trong cơ thể chị chứ. Thương Vân Hy cũng vội vàng phụ họa. Đúng nhỉ, sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Hạt bồ đề có Phật khí cực nặng, là báu vật của Phật môn. Cho dù cô không ăn thì đeo ở trên người thôi cũng có thể dùng Phật khí áp chế được con hồ ly tinh ở trong cơ thể cô rồi. Trương Điềm Điềm chỉ cười không nói.
Lỗ Siêu giải thích thay vợ mình. Nhà họ Trương đã nghĩ đến phương pháp này từ lâu. Nhưng như hai người đã nói đấy, Phật khí của hạt bồ đề quá nặng, là vật chí dương. Đeo ở trên người Điềm Điềm sẽ xung đột với thể chất âm bẩm sinh của cô ấy. Cực âm đối lập với cực dương, cũng giống như nước với lửa vậy. Nước lửa không thể dung hòa, người này không thể làm gì được người kia. Đến cuối cùng, người bị thương vẫn sẽ chỉ là Điềm Điềm. Hey, thế thì thật là đáng tiếc. Thương Vân Hy thực sự cảm thấy tiếc cho Trương Điềm Điềm. Cô ta quay sang hỏi tôi. Cậu cảm thấy thế nào? Hạt bồ đề còn 2/3 hiệu quả, hẳn là có thể gia tăng được 30 năm tu vi, dùng để chữa thương cực tốt. Lại có thêm lá trúc huyền thanh của nhà họ Mộng. Tôi tin chắc tu vi của đại tiểu thư Cố sẽ sớm có thể trở lại như lúc tốt nhất. Lời Thương Vân Hy nói làm tôi động lòng. Lá trúc huyền thanh giải quyết độc âm sát trong cơ thể Cố U Hoàng. Hạt bồ đề lại gia tăng thêm 30 năm tu vi. Dùng toàn bộ 30 năm để chữa thương chắc cũng đủ. Thế thì Cố U Hoàng sẽ không cần chờ nửa năm nữa. Có khi chỉ khoảng nửa tháng, thậm chí còn nhanh hơn là cô ấy đã có thể khôi phục lại tu vi thời kỳ đỉnh cao. Sau đó quay trở về Thanh Khâu đoạt lại quyền lực của mình. Tôi phải gọi điện hỏi bác Cố Thương đã, nhỡ hạt bồ đề không có tác dụng, lại còn làm mất thời gian đi một chuyến, mà chẳng được gì của vợ chồng trẻ người ta. Tôi nói, Thương Vân Hy gật gù tỏ vẻ nên làm như vậy. Lỗ Siêu cùng Trương Điềm Điềm khẩn trương nhìn tôi, sợ hạt bồ đề vô dụng với Cố U Hoàng sẽ làm họ mất đi cơ hội cuối cùng. Điện thoại vừa kết nối, bác Cố Thương đã hỏi tôi đã cầm được lá trúc huyền thanh chưa. Tôi nói nếu không có vấn đề gì thì hẳn là sáng mai có thể cầm được. Đến buổi chiều tôi sẽ về đến nơi. Bác Cố Thương rất vui. Ông ấy nói ngày mai sẽ đến biệt thự của tôi chờ sẵn để nghiệm thu lá trúc huyền thanh trước đã. Xem khí huyền thanh trong đó có dồi dào không. Vậy nếu cháu lấy được một hạt bồ đề của Phật môn nữa, thì có thể giúp thương thế của Tiểu U khôi phục càng nhanh hơn không? Tôi khẽ hỏi. Đầu bên kia im lặng một lúc. Giây sau đột nhiên truyền đến giọng nói kích động của Cố Thương. Cố gia, không phải cậu đang đùa với tôi đấy chứ? Có thể khiến vị thầy thuốc Cố Thương này thất thố như vậy. Không cần ông ấy nói, tôi cũng có thể khẳng định hạt bồ đề rất có ích đối với vết thương của Cố U Hoàng. Nói đúng ra là cháu lấy được hạt bồ đề của Phật môn chỉ còn 2/3 hiệu quả. Tôi nói. Vậy cũng đủ rồi. Cố Thương hưng phấn, nói. Lá trúc huyền thanh, thêm hạt bồ đề. Cô già à, cậu đã giúp chúng tôi một ơn lớn đấy. Người một nhà không cần nói cảm ơn. Tôi cười. Nếu có thể dùng được thì cháu cũng an tâm. Ngày mai bác nhớ ở biệt thự chờ cháu đấy. Sau khi cúp điện thoại, tôi giơ tay làm động tác ok với Lỗ Siêu và Trương Điềm Điềm, khiến đôi vợ chồng trẻ vui đến phát khóc. Thời gian còn lại, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Vì để sớm đi cùng chúng tôi về thủ đô, vợ chồng Lỗ Siêu theo luôn chúng tôi về ngủ lại ở khách sạn. Sáng sớm hôm sau, Mộng Thiên Sách mang theo lá trúc huyền thanh chạy tới, nói là đã bàn bạc với nhà họ Mộng xong, họ đồng ý dùng cái này để đổi xương giao long. Tôi cùng Thương Vân Hy nhìn nhau cười một tiếng. Chuyến đi đến Thiên Đô lần này đúng là không vô ích. Mọi thứ đều suôn sẻ hơn mong đợi. Hơn 8 giờ sáng xuất phát, mãi đến 4 giờ chiều chúng tôi mới trở lại thủ đô. Tôi cứ nghĩ là chỉ có Cố Thương chờ mình ở biệt thự. Không ngờ cả Cố U Hoàng, Cố Miên Phong lẫn Cố Khinh Ngôn đều chạy tới. Còn có cả Bạch Trạch nữa. Ông anh này cứ quấn lấy Cố Thương để hỏi thăm xem phải điều trị thân thể như thế nào mới giúp anh ta hồi phục lại thể chất như thời 20, lại nhãi nhiều đến mức làm Cố Thương dở khóc dở cười. Cố U Hoàng đang làm bánh ngọt ở trong phòng bếp, Cố Khinh Ngôn trợ giúp cô ấy.
Mọi người cười cười nói, bầu không khí rất vui vẻ. Mọi thứ dường như được khôi phục lại khoảng thời gian trước khi trận chiến của nhà họ Cố xảy ra. Cả căn nhà đều cực kỳ náo nhiệt. Anh có mệt không? Thấy tôi về, Cố U Hoàng bảo Cố Khinh Ngôn bê chậu nước ấm và khăn mặt tới, tự mình giúp tôi lau mặt. Vốn rất mệt mỏi, nhưng nhìn thấy em, đột nhiên anh lại không thấy mệt nữa. Mặt Cố U Hoàng ửng đỏ, giúp tôi lau tay xong, cô ấy nói lý nhí. Ở đây nhiều người như vậy. Cái gì cơ? Chúng tôi không nghe thấy gì hết. Bạch Trạch giả vờ nói to. Cả đám cùng cười vang. Cố U Hoàng trợn mắt với tôi một cái, rồi lại vào phòng bếp bê bánh ngọt ra. Dáng vẻ dịu dàng săn sóc của cô ấy khiến tôi cảm thấy tất cả những gì tôi làm cho cô ấy đều đáng giá. Cố Khinh Ngôn nhìn lướt qua Lỗ Siêu và Trương Điềm Điềm đang đứng bất an không được tự nhiên. Cô ta hỏi, cô ra, hai vị này là... Ôi trời, suýt nữa thì quên mất. Tôi vội vàng bảo hai vợ chồng họ ngồi xuống ghế sofa, ra hiệu cho Cố Khinh Ngôn mang một chậu nước khác tới. Chờ hai người họ rửa ráy xong xuôi, tôi mới giới thiệu. Hai vị này tôi tình cờ gặp được ở Thiên Đô. Chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau, hạt bồ đề là do chính bọn họ cung cấp. Tôi nói chuyện phiền toái của Trương Điềm Điềm ra cho mọi người nghe, rồi đưa hạt bồ đề cùng lá trúc huyền thanh cho Cố Thương. Đương nhiên, ở đây còn có cả Mộng Thiên Sách. Vị này là cậu tư nhà họ Mộng, lại là đệ tử thân truyền của đạo môn, nên không cần tôi giới thiệu. Mấy người Cố U Hoàng chỉ cần nhìn vào áo đạo bào cũng đoán ra được. Chương 167. Chữa trị cho Trương Điềm Điềm. Sau khi kiểm tra rất cẩn thận, Cố Thương tuét miệng cười và nói, lá trúc huyền thanh được bảo quản hoàn hảo, khí huyền thanh trong đó còn khoảng chừng 9 phần. Mà hạt bồ đề, đúng như cô gia nói, hiệu quả của nó còn khoảng 2 phần 3. Cô gia, cậu lợi hại quá! Cố Khinh Ngôn nắm cánh tay tôi mà hét ầm lên. Mừng quá, thế này thì... Cố Miên Phong siết chặt hai tay, ánh mắt sáng lấp lánh. Dường như ông ấy đang tràn đầy lòng tin với lần trở về Thanh Khâu này. May mắn thôi. Tôi vỗ vỗ bả vai của bác Cố Thương, nói, đồ vật cũng kiểm tra xong rồi, bác đưa xương giao long cho anh ta đi. Người ta đang chờ lấy được đồ để trở về giao nộp đấy. Được. Cố Thương vào phòng lấy ra một cái hộp gỗ và đưa cho Mộng Thiên Sách. Xương giao long xịn đấy, cậu có thể kiểm tra. Mộng Thiên Sách nói cảm ơn, trước khi đi còn không quên cúi đầu chào chúng tôi. Cậu ta còn nói lần sau tôi có rảnh đến Thiên Đô hoặc Đạo Môn, cậu ta sẽ đích thân chiêu đãi tôi. Mộng Thiên Sách đi rồi, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào trên người Trương Điềm Điềm. Cố Miên Phong nhìn Trương Điềm Điềm từ trên xuống dưới, cho đến khi mặt người ta đỏ tới tận mang tai mới cảm thán. Không ngờ đời này tôi còn được nhìn thấy thể chất thuần âm bẩm sinh. Đúng là may mắn. Cố Thạng gật đầu. Đúng đấy, có thể chất như vậy mà vẫn sống được đến bây giờ càng may mắn hơn. Con hồ ly tinh ở trong cơ thể cô ta... Thương Vân Hy ngập ngừng. Có thể ép nó ra ngoài an toàn không? Khó, khó như lên trời. Như vừa rồi chúng tôi đã nói đấy. Cơ thể của cô gái này là thể chất thuần âm bẩm sinh. Loại thể chất này là thứ mà bọn yêu ma quỷ quái tranh nhau cướp đoạt. Nói thẳng nha, nếu bản thể của tôi bị hủy hoại, lại nhìn thấy thể chất của cô gái này, thì tôi cũng sẽ không hề do dự mà chiếm lấy, cắn nuốt ba hồn bảy vía của cô ta. Như thế, tôi chẳng những có thể tiếp tục tu luyện, mà còn có thể dùng cơ thể con người này để né tránh lôi kiếp. Cố Miên Phong nói. Sắc mặt Lỗ Siêu và Trương Điềm Điềm thoáng chốc trở nên ảm đạm. Bọn họ đặt toàn bộ hy vọng vào tôi, nên không tiếc lấy ra hạt bồ đề, báu vật của nhà họ Trương. Cũng chỉ vì muốn đổi lấy một cơ hội được Cố U Hoàng chữa trị. Mà bây giờ,
chỉ mấy câu nói của Cố Miên Phong đã gần như dập tắt toàn bộ hy vọng của họ. Vậy... Thường Vân Hy liếc nhìn Hạt Bồ Đề. Ý là nếu như thực sự không có phương pháp chữa trị, cũng nên trả Hạt Bồ Đề này lại cho người ta đúng không? Tất nhiên tôi đồng ý với suy nghĩ của Thương Vân Hy. Trần An tôi cũng không phải là người vô lý, thích cướp đoạt đồ của người khác. Dù cho Hạt Bồ Đề này rất có lợi với Cố U Hoàng. Tôi còn chưa nói xong mà. Giọng Cố Miên Phong chuyển thành đắc ý. Vợ chồng hai người may mắn đấy. Gặp đúng cô gia nhà tôi mới có thể gặp được nhà họ Cố chúng tôi. Linh hồ toàn thiên hạ này đều từ Thanh Khâu mà ra. Nhà họ Cố chúng tôi lại là hoàng tộc ở Thanh Khâu. Chỉ là một con hồ ly tinh nhỏ còn mỗi nguyên thần. Nó thật sự nghĩ rằng mình có thể ỷ vào việc cắn nuốt 1/3 hồn phách để lật trời. Phòng trưởng lão nói đúng đấy. Chuyện này không cần đại tiểu thư ra tay. Bây giờ chúng tôi sẽ giúp cô bé giải quyết luôn. Cố Thương nói. Có được không? Tôi tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Cố Miên Phong và Cố Thương. Nhỡ bọn họ không khống chế nổi con hồ ly tinh kia để nó tự bạo nguyên thần hoặc xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy thì Trương Điềm Điềm coi như thảm rồi. Tôi cầm đồ của người ta, dù không thể chữa khỏi cho người ta thì ít nhất cũng không thể hại người ta được, đúng không? Có em ở đây mà, không sợ đâu. Cố U Hoàng nói. Có lời khẳng định của Cố U Hoàng, tôi mới an tâm. Nhóc Trương, bây giờ cháu đứng ở giữa phòng khách đi. Cố Phương và Cố Viên canh ở bên ngoài. Thấy bất kỳ thứ gì trốn ra, hai đứa cũng phải ngăn lại ngay cho tôi. Cố Miên Phong ra lệnh. Tuân lệnh. Hai anh em Cố Phương lập tức đứng ở bên ngoài cửa lớn phòng khách. Mỗi người đứng một bên, tử thủ giống như thần bảo vệ cửa. Cố Thạng, ông thủ bên trái. Cố Thương, ông thủ bên phải. Tránh để thứ này trốn thoát bằng đường cửa sổ. Khinh Ngôn, con canh ở đầu cầu thang. Còn cô Gia, Bạch Trạch, cô Thương, Lỗ Siêu, bốn người các vị cứ ngồi yên ở trên ghế sofa đừng nhúc nhích. Có đại tiểu thư cùng tôi ở đây là an toàn. Cố Miên Phong nói. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Trương Điềm Điềm bất lực, thậm chí hơi lo lắng và hãi hùng đứng ở giữa phòng khách. Đừng sợ, lần này là cơ hội lớn nhất của em. Chỉ cần vượt qua được, sau này chúng ta sẽ không cần phải bôn ba khắp nơi nữa. Lỗ Siêu kích động đến mức giọng cũng nghẹn ngào. Trương Điềm Điềm cắn môi, gật mạnh đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Cố Miên Phong bảo, tháo vòng gỗ sét đánh trên cổ tay cháu xuống. Nếu không, con hồ ly tinh kia phải áp chế lôi ý, sẽ không cảm giác được sự hiện diện của chúng tôi. Trương Điềm Điềm tháo chiếc vòng gỗ sét đánh của tôi ra, thở sâu. Súc sinh, còn chưa chịu cút ra! Cố Miên Phong quát lớn. Khí thế mênh mông từ trong cơ thể ông ấy tuôn trào ra ngoài, ùn ùn bao phủ lấy Trương Điềm Điềm. Ngươi! Ngươi dám tìm người trong hồ tộc đối phó ta! Ta muốn ngươi phải chết! Khuôn mặt xinh đẹp của Trương Điềm Điềm trở nên vặn vẹo giống như tối hôm qua. Đôi mắt to ướt át híp lại, xếch lên, y hệt như mắt hồ ly. Hai tay của cô ta bỗng biến thành móng vuốt hồ ly một cách quái dị. Muốn con bé chết? Từ khi nào ngươi lại hung hăng ở trước mặt lão phu hả? Cố Miên Phong vươn tay vồ mạnh một cái về phía Trương Điềm Điềm. Cho ngươi thời gian 3 nhịp hít thở. Nếu ngươi không ra, lão phu sẽ đánh cho nguyên thần của ngươi vỡ vụn. Lão già đừng có mà dọa ta. Con bé này có cơ thể thuần âm bẩm sinh. Ta đã cắn nuốt 1/3 linh hồn của nó. Nếu ngươi làm nguyên thần của ta vỡ vụn, thì hồn phách của nó khó mà toàn vẹn. Hồ ly tinh không hề sợ hãi mà thét to. Thì sao? Lão phu sẽ rút toàn bộ nguyên thần vỡ vụn của ngươi ra, từ từ tinh luyện. Ta không tin, không tinh luyện ra được hồn phách của con bé. Cố Miên Phong cười mỉa. Hồ ly tinh cười điên cuồng. Thứ ngươi tinh luyện ra cũng chỉ là mảnh vụn của linh hồn.
mạnh vụn linh hồn sao có thể bù đắp cho linh hồn hoàn chỉnh của cô ta? Tất cả mọi người đều thuộc hồ tộc, mặc dù tu vi của ngươi mạnh hơn ta, nhưng muốn nói láo để lừa ta không dễ đâu. Ngu xuẩn! Bàn tay to lớn của Cố Miên Phong giang ra thành móng vuốt và nhẹ nhàng kéo lại. Cùng lúc đó, một con hồ ly to lớn, lông màu đỏ rực, bị kéo ra một nửa khỏi cơ thể Trương Điềm Điềm. Cảnh tượng này phải nói là cực kỳ huyền huyễn. Thử ngẫm lại mà xem, một cô gái xinh đẹp đang đứng yên không nhúc nhích ở kia, mà trên đỉnh đầu của cô ta lại có một con hồ ly lớn đang giãy giụa một cách hung tợn. Lão già, ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Hồ ly lửa kêu lên thê lương. Cá chết lưới rách, ngươi cũng xứng sao? Cố Miên Phong cười nhạo, tay lại kéo về phía sau một lần nữa. Lần này, nguyên thần của hồ ly lửa bị kéo ra hơn một nửa. Gần như chỉ còn lại phần chân sau vẫn đang ở bên trong cơ thể Trương Điềm Điềm. Lão già chết tiệt, nếu ngươi thật sự làm nguyên thần của ta vỡ vụn, vậy ngươi cũng đừng hòng cứu cô ta nữa. Trong mắt hồ ly lửa lộ ra sự điên cuồng. Trên đỉnh đầu nó xuất hiện một ngọn lửa sáng rực bắt đầu thiêu đốt. Nó đang đốt nguyên thần. Lỗ Siêu bối rối hô lên. Giả vờ thôi. Cố U Hoàng nói với vẻ chế nhạo trên khuôn mặt. Cây phù tang của Côn Luân khó tìm đến thế nào thì cái cơ thể có thể chất thuần âm bẩm sinh này cũng khó tìm như thế. Nó vất vả lắm mới tìm được một thể xác sống như thế này, lại còn là cơ thể người. Có mấy yêu tinh thật sự cam lòng từ bỏ chứ? Quả nhiên, Cố U Hoàng vừa giải thích xong, ngọn lửa trên đỉnh đầu hồ ly lửa đột nhiên dập tắt. Một khắc sau, nó đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh thoát ra khỏi cơ thể Trương Điềm Điềm, rồi dùng khí thế sét đánh, không kịp bưng tai mà phóng vọt đi về phía cửa lớn phòng khách. Một hồn của con bé này đang ở trong tay ta, ngoại trừ ta ra, không ai có thể chiếm lấy và dùng được thể xác sống này, mà các ngươi càng không thể cứu được nó. Ngay lúc hồ ly lửa sắp vọt ra ngoài cửa, hai anh em Cố Phương, Cố Viên đột nhiên ra tay. Bọn họ liên thủ bức nguyên thần của hồ ly lửa phải quay về phòng khách. Cút về! Các ngươi! Giọng con hồ ly lửa run rẩy, có vẻ như nó không nghĩ tới chuyện sẽ có người ở bên ngoài chờ mình. Chương 168. Hồ ly chín đuôi có thể nhiếp hồn. Ở một bên khác, Cố Miên Phong cũng ngay lập tức chuyển Trương Điềm Điềm đến chỗ ghế sofa của chúng tôi. Mau thành thật nhẹ 1/3 hồn phách của cô bé ra. Ta niệm tình ngươi cùng là hồ tộc nên sẽ tha chết cho ngươi. Cố Miên Phong nghiêm nghị quát. Ha, nhẹ hồn phách nó ra rồi sẽ tha chết cho ta. Con hồ ly lửa tru lên thê lương. Không có cái thể xác này, ta làm thế nào trùng sinh được? Nếu đã cùng là hồ tộc, ngươi hẳn càng phải biết hồ tộc muốn trùng sinh hà khắc đến mức nào chứ. Chỉ vì ngươi sợ chết nên chiếm mệnh của ngươi phàm. Cố Miên Phong hất tay áo lên, hờ hững nói. Hồ tộc chúng ta truy cầu tiên đạo, cầu không thẹn với lương tâm, cầu thuận theo ý trời. Loại yêu hồ như ngươi không hợp đến từ Thanh Khâu, càng không xứng tu luyện đại đạo. Trong lúc Cố Miên Phong đang nói, ánh mắt của con hồ ly lửa lại rơi xuống người Trương Điềm Điềm. Một tích tắc sau, nó hóa thành một luồng sáng đỏ, bay thẳng về phía Trương Điềm Điềm. Có vẻ như nó muốn nhân cơ hội này để tiến vào cơ thể Trương Điềm Điềm một lần nữa. Mặc dù tôi không có tu vi, nhưng tôi cũng hiểu con hồ ly lửa này định làm gì. Cơ thể người phàm vốn không thể chịu đựng được việc Cố Miên Phong ép buộc mạnh mẽ, lôi linh hồn ra khỏi cơ thể. Một lần còn miễn cưỡng, hai lần sẽ làm Trương Điềm Điềm bị tổn thương. Chỉ cần nó vào được trong cơ thể Trương Điềm Điềm một lần nữa, mấy người Cố Miên Phong tuyệt đối sẽ không dám cưỡng ép lôi nó ra lần thứ hai mà không mất mấy tháng chữa trị điều dưỡng. Phải công nhận con hồ ly lửa này cực kỳ thông minh và dạo hoạt. Biết chạy trốn không có kết quả, trong nháy mắt nó đã nghĩ ra phương pháp để tự vệ,
Nếu đổi thành người nào khác chữa trị cho Trương Điềm Điềm, thì có lẽ thật sự có khả năng để con hồ ly lửa này lợi dụng sơ hở. Đáng tiếc, nó lại đối mặt với nhà họ Cố. Nhà họ Cố ở Thanh Khâu, nơi cội nguồn của linh hồ trong thiên hạ. Luận về tâm trí, tư chất, huyết mạch, linh hồ trong thiên hạ này sao có thể so được với linh hồ Thanh Khâu? Mà nhà họ Cố còn không phải là gia tộc linh hồ bình thường. Họ là gia tộc linh hồ cửu vĩ, cao quý nhất trong các linh hồ. Mà quan trọng nhất là người ngồi ở bên cạnh Trương Điềm Điềm chính là Cố U Hoàng. Vì thế, nó thất bại. Ngay tại thời điểm nó rơi xuống đỉnh đầu của Trương Điềm Điềm, Cố U Hoàng ra tay. Tôi thậm chí còn không thấy rõ cô ấy ra tay thế nào. Cô ấy chỉ bình tĩnh quét mắt qua con hồ ly lửa một cái. Tích tắc sau, bóng dáng nó bất động, giống như cảnh phim bị dừng lại, lặng yên không một tiếng động. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nhẹ 1/3 linh hồn của cô gái này ra. Cố U Hoàng nhẹ nhàng nói, đôi mắt trong veo phẳng lặng vào thời khắc này lại trở nên yêu dị, như lấp lóe ánh sáng tím, nhưng chỉ chớp mắt là biến mất. Tôi cũng không xác định được có phải là mình bị hoa mắt hay không. Ngươi là... Nguyên thần của con hồ ly lửa lập tức bay ra ngoài. Nó nằm rạp trên mặt đất, liếc mắt nhìn về phía Cố U Hoàng đang ngồi trên ghế sofa mà cơ thể không ngừng run rẩy. Cố U Hoàng thản nhiên nói, nếu ngươi chủ động nhả ra 1/3 linh hồn của cô gái này, ta sẽ không cần sử dụng thuật nhiếp hồn. Nếu không, ngươi sẽ mất đi cơ hội vào luân hồi được sống lại. Nếu như ta thả ra, ngài thật sự tha chết cho ta. Trong giọng nói của con hồ ly lửa mang theo cả tiếng khóc nức nở. Tôi cũng không biết tại sao nó lại đột nhiên sợ hãi Cố U Hoàng như vậy. Còn thuật nhiếp hồn là cái gì? Ta nói lời giữ lời. Cố U Hoàng gật đầu. Con hồ ly lửa im lặng một lát. Khi tôi nghĩ là nó lại đang có âm mưu gì đó, nó lại thành thật há miệng phun ra một đám sương mù màu đen. Trong đám sương mù này không ra hình thù gì, nhưng Cố Miên Phong lại cười tủm tỉm chụp tay tới, trực tiếp đập vào trong cơ thể Trương Điềm Điềm. Quay trở về hồ đen của ngươi, nếu có cơ hội, ta sẽ để cho ngươi trùng sinh, nhưng tất cả đều phải tùy duyên. Cố U Hoàng lại nói. Cám ơn. Hồ ly lửa dập đầu. Một viên hạt châu màu đỏ xuất hiện ở giữa không trung rồi rơi vào trong tay Cố U Hoàng. Nguyên thần của con hồ ly lửa cũng ngoan ngoãn bay vào trong hồ đen. Xong rồi. Tôi trợn mắt há hốc mồm. Tôi còn tưởng phải đánh đến tình trạng cá chết lưới rách cơ. Rồi làm y như lời bác Cố Miên Phong nói là phải tinh luyện hồn phách của Trương Điềm Điềm từ bên trong nguyên thần của con hồ ly lửa. Nhưng sao con hàng này lại đột nhiên đổi tính vậy? Nó bỏ được cái thân xác thuần âm cực kỳ hiếm thấy của Trương Điềm Điềm này à? Anh còn muốn thế nào? Cố U Hoàng gõ đầu tôi, cười khẽ. Chắc là cô gia không hiểu vì sao con hồ ly tinh này lại tự dưng ngoan ngoãn thế phải không? Cố Miên Phong vuốt chòm râu dê rồi vui vẻ nói. Vì nó sợ đấy, sợ bị đại tiểu thư nhiếp hồn. Trong thiên hạ này có rất nhiều loại yêu tinh. Mỗi một loại yêu tinh đều có bản lĩnh đặc biệt riêng. Có câu rồng tính dâm, nhưng nếu bàn về thể chất thì rồng được xếp số 1. Phượng hoàng nhã lửa là để niết bàn trùng sinh, mà bản lĩnh của tộc cửu vĩ chúng tôi chính là nhiếp hồn. Đương nhiên, cũng chỉ có đại tiểu thư có dấu ấn của cửu vĩ mới có năng lực nhiếp hồn. Chúng tôi thì không được. Cố Miên Phong giải thích. Nhiếp hồn là mê hoặc tâm trí con người, mê hoặc vạn vật chúng sinh. Trừ phi anh thật sự có thủ đoạn chống cự lại. Nếu không, đã bị nhiếp hồn, thì bảo anh làm gì, anh sẽ làm cái đó. Con hồ ly lửa kia không ngốc. Nếu nó bị đại tiểu thư nhiếp tâm trí, nếu đại tiểu thư bảo nó phải nhả hồn phách của cô Trương ra, nó cũng chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. Đã như vậy thì còn phản kháng làm cái gì?
Phản kháng sẽ chỉ đổi lấy kết cục nguyên thần bị vỡ vụn thôi. Chẳng trách nó lại lập tức biết nghe lời như vậy. Tôi bừng hiểu ra. Nhưng có một điểm tôi không hiểu. Nếu Cố U Hoàng đã có năng lực nhiếp hồn, vậy ngay từ đầu cần gì mấy người Cố Miên Phong ra tay? Chỉ cần cô ấy mê hoặc tâm trí hồ ly tinh thì chẳng phải là mọi việc dễ như trở bàn tay à? Em biết ngay anh sẽ thắc mắc như thế mà. Cố U Hoàng nhéo nhẹ tai tôi rồi giải thích. Chấn thương của em chưa lành, dùng nhiếp hồn sẽ làm vết thương của em bị nặng thêm. Cho nên nếu có thể không cần làm thì càng tốt. Cố Miên Phong cười nói. Được rồi, hồn phách của cô Trương đã quay về cơ thể. Hồ ly tinh cũng bị chúng tôi thu phục. Vậy hạt bồ đề này chúng tôi từ chối thì bất kính. Lỗ Siêu đỡ Trương Điềm Điềm đã tỉnh lại, rồi quỳ xuống dập đầu ba cái với chúng tôi. Tôi định cự tuyệt thì bị Cố U Hoàng ngăn lại. Cô ấy nói hai người này còn có việc muốn nhờ chúng tôi. Quả nhiên đúng ý như Cố U Hoàng nói. Dập đầu xong, Lỗ Siêu dùng vẻ mặt mong đợi mà nói. Các vị ân nhân, không biết mọi người có biện pháp gì hóa giải được âm khí ở bên trong cơ thể của vợ tôi không? Hồ ly tinh đã bị mọi người thu phục, nhưng vợ tôi có thể chất âm bẩm sinh. Chẳng ai dám cam đoan sau này cô ấy có bị yêu tinh quỷ quái nào đó lại đến chiếm cơ thể hay không. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay. Vì lần tiếp theo, chúng tôi cũng không còn hạt bồ đề để đổi lấy một cơ hội nữa. Ai, Lỗ Siêu này, Lão Phu cũng chẳng muốn gạt cậu đâu. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi được nhìn thấy người có thể chất âm bẩm sinh. Thì càng đừng đề cập tới chuyện loại trừ âm khí bên trong cơ thể con bé. Cố Miên Phong thở dài, tiếp tục nói. Như thế nào gọi là bẩm sinh? Cậu cứ lý giải đúng hàm nghĩa của hai chữ này. Cơ thể của vợ cậu giống như một miếng bọt biển lúc nào cũng hút nước vậy. Cho dù bây giờ có giải quyết âm khí trong cơ thể con bé cũng sẽ tự mình hấp thụ âm khí mỗi ngày và sẽ dần trở lại trạng thái như hiện tại. Phong trưởng lão không lừa cậu đâu. Cố Thương trầm tư rồi nói. Tôi có mấy chục loại biện pháp có thể loại trừ âm khí bên trong cơ thể vợ cậu. Nhưng với thể chất của cô ấy, chẳng được mấy ngày sẽ lại tràn đầy. Nếu cứ làm như vậy vài lần, cơ thể của cô ấy sẽ càng ngày càng suy yếu. Đây... Lỗ Siêu cúi thấp đầu, khóc không thành tiếng. Trương Điềm Điềm cũng khóc cùng anh ta. Đôi vợ chồng trẻ thật sự làm người khác sinh ra lòng đồng tình. Cũng không phải không có biện pháp, chỉ là quá tàn nhẫn, hai người chưa chắc đã có thể tiếp nhận được. Cố U Hoàng vẫn luôn không nói gì, đột nhiên lại lên tiếng. Giọng cô hơi tiếc nuối. Trương Điềm Điềm ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ngài nói đi. Chỉ cần có biện pháp thì mặc kệ là hậu quả gì, chúng tôi đều muốn thử xem sao. Đúng vậy. Còn có hậu quả gì làm tôi khó mà tiếp nhận được hơn so với việc Điềm Điềm chết đi đâu? Lỗ Siêu lẩm bẩm. Cố U Hoàng duỗi hai ngón tay chỉ vào đôi mắt của Trương Điềm Điềm rồi nói. Đối với những cơ thể thuần âm bẩm sinh, trên người khẳng định sẽ có lối vào cho âm khí. Và đôi mắt âm dương kia của cô chính là cửa vào của âm khí. Chỉ cần móc hai mắt xuống, âm khí sẽ không còn vào được bên trong cơ thể cô nữa. Cô cảm thấy mình có thể làm được như vậy sao? Lời của Cố U Hoàng giống như một đòn giáng nặng nề, khiến mặt mũi của Lỗ Siêu và Trương Điềm Điềm trắng bệch. Gần như đến cả sức khuỵu xuống cũng không có. Chương 169. Xác của bác cả bị trộm. Tôi không ngờ Cố U Hoàng lại thật sự có cách giải quyết thể chất âm bẩm sinh của Trương Điềm Điềm. Nhưng đúng như lời cô ấy nói, có bao nhiêu người có thể chấp nhận phương pháp tàn nhẫn như thế chứ? Móc hai mắt xuống, vậy thì kẻ đời này sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng nữa. Tôi thật sự không dám tưởng tượng đến sự đau đớn và tra tấn này.
đừng nói là cả đời, chỉ cần một ngày thôi. Thử nghĩ đến việc trong vòng một ngày không nhìn thấy bất kỳ thứ gì cả, tôi đã thấy mình sẽ rất hoảng hốt. Thế giới này đặc sắc như vậy, còn có người mà tôi yêu nữa. Nếu đến ngay cả dáng vẻ của người ấy mà tôi cũng không nhìn thấy được thì quá thê lương rồi. Đại tiểu thư, tội gì cô phải nói ra cách này chứ? Cố Miên Phong chỉ biết cười khổ. Như thể bọn họ đã sớm biết có biện pháp này, nhưng vì nghĩ nó quá tàn nhẫn nên đều giả vờ như mình không biết. Tôi chỉ không chịu được cảnh hai người yêu nhau phải xa nhau thôi. Cố U Hoàng quay đầu nhìn về phía tôi. Cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, khẽ thì thầm. Cũng giống như tôi và Trần An vậy. Tôi có tuổi thọ vô tận, mà anh ấy chỉ là người bình thường. Anh ấy sẽ đi trước tôi một bước. Tôi đã từng rất rất sợ hãi, sợ ngày đó sẽ đến. Cho nên ở lần độ lôi kiếp kia, tôi đã khắc xuống dấu ấn linh hồn vào trong cơ thể anh ấy. Như vậy thì, cho dù anh ấy có luân hồi chuyển thế ở đâu, tôi cũng đều sẽ tìm được anh ấy. Và tôi sẽ luôn ở bên anh ấy trong mọi kiếp, làm vợ của anh ấy. Anh ấy chuyển sinh thành người cũng được, thành yêu quái cũng không sao. Dù anh ấy chỉ là một con côn trùng nho nhỏ, tôi cũng đều muốn ở bên cạnh anh ấy. Lời tỏ tình thâm tình nhất thường được thổ lộ vào những lúc bất ngờ, nhất là lúc tôi nhìn sâu vào trong đôi mắt tràn đầy dịu dàng của Cố U Hoàng. Tôi đột nhiên phát hiện, mình ấy vậy mà lại thật sự sợ chết. Tôi sợ mình chết đi rồi, kiếp sau sẽ quên hết tất cả ký ức. Tôi sợ mình sẽ hoàn toàn quên đi cô gái ngốc nghếch này. Trong phòng khách, đôi vợ chồng trẻ Lỗ Siêu đang quỳ dưới đất, rơi vào tâm trạng giằng xé. Móc hai mắt của Trương Điềm Điềm xuống sẽ chặn được việc âm khí nhập thể, cũng có nghĩa là phá giải thể chất thuần âm bẩm sinh của cô ta. Nhưng làm như thế, Trương Điềm Điềm sẽ thành người mù lòa. Một cô gái hơn 20 tuổi mới kết hôn đã bị mù. Nhưng nếu như không móc hai mắt xuống thì sẽ giống như Lỗ Siêu nói, cơ thể cô ta vẫn là thể chất thuần âm, vẫn là thứ thể xác mà tất cả mọi yêu tinh quỷ quái đều tha thiết muốn có được. Hồ Ly Tinh đã được giải quyết nhờ có Cố U Hoàng, nhưng lần sau thì sao? Lần tiếp theo thì có ai có thể cứu cô ta? Em sắp trở thành người mù, anh có ghét bỏ em không? Trương Điềm Điềm tươi cười rạng rỡ, nhưng cô ta không thể ngăn được nước mắt. Không, sẽ không. Dù em có thành bà lão, thì em cũng là vợ của anh, là Điềm Điềm, mà từ khi còn bé, Lỗ Siêu anh đã muốn lấy về nhà. Lỗ Siêu giúp Trương Điềm Điềm lau nước mắt, còn mình thì vừa khóc vừa cười. Anh ta nói, chúng ta đã móc ngoéo, hứa sẽ ở bên cạnh nhau cả đời này, em quên rồi sao? Trương Điềm Điềm lắc đầu thật mạnh, cô ta duỗi ngón tay út ra. Đúng nhỉ, chúng ta đã móc ngoéo rồi, cả đời cũng không thể nuốt lời. Vào giây phút này, cho dù đám người nhà họ Cố đã sống mấy nghìn năm cũng không nhịn được mà vành mắt đỏ hoe. Cố U Hoàng nhẹ nhàng nói, cơ thể cô bây giờ đang rất yếu, nghỉ ngơi thật tốt đi đã, cũng suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu thực sự hạ quyết định, đến lúc đó tôi sẽ giúp cô lấy hai mắt xuống. Xin cảm ơn. Trương Điềm Điềm nói một cách biết ơn. Hai vợ chồng trẻ Lỗ Siêu được tôi sắp xếp để nghỉ ngơi trong căn phòng dưới tầng 1, cũng đã thu hạt bồ đề, không quan tâm nếu chuyện người tốt thì không cần báo đáp. Thường Vân Hy cũng khá vất vả khi đi theo giúp tôi một chuyến tới Thiên Đô. Tôi bèn lấy ra 5 viên chú nhan đan để tỏ lòng cảm ơn. Cô ta vô cùng hài lòng. Khi ra về còn tỏ vẻ, lần sau có chuyện tốt như thế này thì cứ gọi cho cô ta. Cơm tối do Cố Khinh Ngôn làm, cả bàn toàn thức ăn chay. Vợ chồng Lỗ Siêu khen không dứt miệng, nói đây là những món ăn chay ngon nhất mà họ từng được nếm thử trong đời. Tôi thầm nghĩ, mấy thứ này có phải là thức ăn chay bình thường đâu,
có rất nhiều nguyên liệu đều ẩn chứa linh khí hiếm thấy đấy. Ăn không ngon mới là lạ. Cố U Hoàng đã có được lá trúc huyền thanh và hạt bồ đề. Ăn cơm tối xong, cô ấy trở về phòng bắt đầu chữa thương. Tất nhiên, trước khi chữa thương, tôi vẫn ôm cô ấy nói mấy lời âu yếm rất lâu. Cố U Hoàng bảo với tôi, sau khi vết thương của cô ấy tốt lên, nếu không có chuyện gì quan trọng, thì cô ấy muốn trở về Thanh Khâu. Nhưng cô ấy bảo tôi yên tâm, chỉ cần xử lý xong chuyện ở trong tộc, cô ấy sẽ về lại thủ đô với tôi, và sau này sẽ không đi đâu nữa cả. Cố U Hoàng cần khoảng 7-8 ngày để bế quan. Trước tiên, lấy lá trúc huyền thanh giải quyết độc âm sát bên trong cơ thể. Sau đó, dùng hạt bồ đề khôi phục lại chấn thương vẫn chưa khỏi hẳn lúc độ lôi kiếp. Cố Miên Phong lo lắng Cố U Hoàng bị quấy rầy trong lúc bế quan, nên dặn dò Cố Khinh Ngôn phải tự mình đứng thủ ở cửa phòng. Dù sao, nơi này cũng không phải là trụ sở của nhà họ Cố, phòng thủ không quá nghiêm ngặt, cho nên có Cố Khinh Ngôn trông coi, tôi cũng yên tâm hơn nhiều. Hai ngày vừa rồi, tôi không có thời gian đến điểm danh ở cửa hàng đồ cổ chợ đen của quản lý Ngô. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi vẫn gọi điện thoại qua cho ông ấy. Quản lý Ngô nói với tôi, ông ấy là người định đoạt mọi chuyện trong cửa hàng. Đến lúc cần báo cáo cho bộ phận giám sát, ông ấy sẽ giúp tôi và Thương Vân Hy viết rằng nhiệm vụ phạt đã hoàn thành. Nhưng trong cửa hàng có nhiều người nên cũng nhiều miệng. Quản lý Ngô vẫn đề nghị nếu tôi có rảnh thì vẫn nên đến điểm danh mỗi ngày. Sau khi cúp điện thoại, tôi ngồi một mình trong phòng nghiên cứu quyển sách nói về phong thủy trong rời mộ phần quyết. Dạo này nhiều việc xảy ra quá. Tôi đã quên mất không biết bao lâu rồi mình không dở rời mộ phần quyết ra đọc cẩn thận. Tay nghề rời mộ hiện tại của tôi đúng là chỉ mới có thể coi như sơ cấp. Nhưng sau khi trải qua chuyện của Miêu Sát, miễn cưỡng có thể coi như tiếp cận được tới trung cấp. Tôi tin chắc rằng tiếp tục học tập nhiều hơn nữa, tôi có thể đi khiêu chiến nhiệm vụ của đệ tử trung cấp. Chỉ cần thành công, tôi sẽ thực sự là đệ tử trung cấp. Mặc dù vẫn còn cách rất xa mục tiêu mà ông tôi giao cho tôi, nhưng nhìn chung tiến độ của tôi vẫn rất nhanh. Thậm chí tôi đã nghĩ rằng chờ Cố U Hoàng trở về Thanh Khâu xử lý chuyện ở đó, tôi sẽ tập trung hoàn toàn vào việc rời mộ. Đợi cô ấy quay trở lại, có lẽ tôi đã trở thành một đệ tử cao cấp hoặc thậm chí cao hơn. Trong vòng 10 năm, chỉ cần tôi giải quyết được tà thuật sĩ thì không ai có thể chia tách tôi và Cố U Hoàng được nữa. Nghĩ đến tà thuật sĩ, tôi lại nhớ đến chuyện trước đó nhờ Cố U Hoàng báo tin cho Hoàng bà. Đã qua mấy ngày rồi, không biết rốt cuộc tà thuật sĩ có còn ở trên người mãng xà tinh hay không. Vừa nghĩ như thế là tôi tỉnh cả ngủ. Cố U Hoàng đang bế quan, chắc chắn tôi không thể đi quấy nhiễu cô ấy. Cho nên tôi lại đi xuống nhà hỏi bác Cố Miên Phong có biết tình hình không. Bác Cố Miên Phong nói với tôi là hôm qua Hoàng bà có gọi điện thoại tới. Xác minh tà thuật sĩ đã bỏ đi rồi, con mãng xà tinh kia đã bị bà ấy thu phục. Bây giờ chuyên phụ trách an toàn ở phía sau núi, đồng thời nó cũng đi theo Hoàng bà cùng tu luyện. Tôi thấy khá thất vọng, tự trách mình không đến chợ đen mua tin tình báo sớm hơn một chút. Nếu không, đã có thể thừa dịp tà thuật sĩ đang yếu nhất mà giải quyết được hắn rồi, đỡ biết bao chuyện phiền toái sau này. Nhưng nếu tà thuật sĩ đã chạy thoát, tôi có thất vọng cũng chẳng để làm gì. Tôi quyết định sắp xếp người tới nói chuyện với quán trà mua bán tin tức ở chợ đen. Chỉ cần vừa có tin tức vị trí của tà thuật sĩ thì tôi sẽ chạy đến đó ngay. Làm như thế vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc tôi cứ chờ đợi suông. Tôi nói cho Bạch Trạch biết ý định của mình. Anh ta nói sẽ sắp xếp giúp tôi ngay.
Trong lúc tôi nói chuyện với Bạch Trạch, thì điện thoại của bác Cố Miên Phong đổ chuông. Ông ấy kinh ngạc, nói: Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền. Hoàng bà gọi này. Điện thoại kết nối. Hoàng bà à. Gương mặt còn đang nở nụ cười của Cố Miên Phong trong nháy mắt cứng lại. Ông ấy đột nhiên hỏi: Có biết do ai làm không? Tôi khẩn trương hỏi: Đã xảy ra chuyện gì rồi ạ? Hoàng bà là người chúng tôi sắp xếp ở lại thôn Lão Loan để bảo vệ bà nội và mẹ tôi. Dưới tình huống bình thường, bà ấy sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho chúng tôi. Cúp điện thoại, Cố Miên Phong nói với sắc mặt u ám: Mộ phần của bác cả cậu bị người ta đào lên, xác cũng bị trộm đi rồi. Cái gì? Tôi cảm thấy như sét đánh ngang tai. Đào phần mộ người ta như giết cha mẹ người ta vậy. Ai mà lại thất đức như vậy chứ? Đi đào mộ bác cả nhà tôi. Nhà họ Trần chúng tôi cũng đâu mời ai tới rời mộ. Huống chi, đối phương còn trộm mất cả xác của bác cả. Theo lời Hoàng bà nói, thì bình thường ngoài việc để ý đến bà nội cùng mẹ cậu, bà ấy chỉ ra sau núi tu luyện, cũng không nghĩ tới chuyện phải đi kiểm tra mộ tổ của nhà họ Trần. Bà ấy bảo tôi giải thích với cậu chuyện này là sơ sót của bà ấy. Cố Miên Phong nói: Không thể trách bà ấy được. Tôi cắn chặt hàm răng, lắc đầu. Bà ấy có thể ở lại thôn Lão Loan giúp tôi để ý tới bà nội và mẹ tôi là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Ai mà nghĩ được, ở cái thời đại này mà còn có người đi đào mộ trộm xác chứ? Có phải do đám yêu tinh trên núi làm không? Bạch Trạch hỏi nhỏ. Tôi từng nghe nói có một vài yêu quái chuyên môn thích ăn thi thể thối rữa để tu luyện sát khí. Không đâu, đám yêu tinh ở gần thôn Lão Loan đều đã bị Hoàng bà thu phục rồi. Có cho chúng lá gan cũng không dám động đến mộ phần của nhà họ Trần. Cố Miên Phong phản bác. Mặt khác, ngay khi phát hiện ra chuyện này, Hoàng bà đã nhanh chóng triển khai điều tra. Theo lời của đám yêu tinh ẩn nấp xung quanh đấy, thì đúng là chúng có nhìn thấy hai người lạ mang theo xẻng đi dạo lung tung. Cố Miên Phong trầm tư một lát rồi cẩn thận hỏi: Cô gia, có câu này tôi không biết có nên hỏi hay không. Tôi bực bội nói: Bác nói đi, đến lúc này rồi còn có cái gì kiêng kỵ nữa. Bác cả tôi bị tà thuật sĩ dùng âm trùng giết chết, sau đó biến bác thành âm thi. Ông tôi vì muốn tạo ra trận pháp tứ sát dẫn long để đối phó với tà thuật sĩ mà đã lấy gỗ đào giải tỏa âm khí bên trong cơ thể bác cả. Và cũng chính tôi đã tự mình cõng xác bác cả lên núi chôn. Có thể nói, bác cả chết cũng là vì tôi. Nhưng bây giờ bác ấy chết rồi mà tôi lại không thể bảo vệ được xác của bác ấy. Giờ phút này tôi cảm thấy tự trách vô cùng. Theo tôi được biết, bác cả của cậu từng là âm thi. Cho dù có giải tỏa được âm khí bên trong cơ thể, thì trong vòng một năm, cơ thể của ông ấy cũng không thể hư thối. Nếu như bị một vài người trong nghề lấy được, thì có thể luyện chế xác của bác cả cậu thành con rối cương thi. Cương thi là một thứ còn mạnh hơn nhiều so với âm thi. Nó không có linh trí, lại có thể bị người ta điều khiển, trở thành thứ vũ khí giết người sắc bén. Nói đến đây, Cố Miên Phong quay ra hỏi tôi: Cho nên tôi muốn hỏi cô ra là thời điểm chôn cất bác của cậu, cái đinh gỗ đào có còn cắm ở trong huyệt thái dương của ông ấy không? Câu hỏi này đúng là làm tôi nghệt mặt ra. Lúc ấy tôi cùng ông nội liên thủ bắt bác cả. Tôi bị dọa sợ bay mất cả hồn vía. Nào còn nhớ được chi tiết như thế? Mà cuối cùng là do ông tôi tự ra tay đâm đinh gỗ đào vào huyệt thái dương của bác cả. Sau đó, ông có rút ra hay không tôi cũng không nhìn thấy. Cái này khác nhau ở chỗ nào ạ? Bạch Trạch hỏi. Ánh mắt Cố Miên Phong trở nên nghiêm túc. Ông ấy nói: Có khác nhau rất lớn là đằng khác.
Nếu đinh gỗ đào vẫn còn bị đâm vào huyệt thái dương của âm thi, thì thi thể của âm thi đó sẽ bị dương khí bên trong gỗ đào ăn mòn dần. Chẳng bao lâu sau sẽ thối rữa và biến thành xương trắng. Mà xương trắng thì chắc chắn không có cách nào luyện chế được thành con rối cương thi rồi. Sợ là lúc ấy giải tỏa âm khí trong cơ thể âm thi xong, đinh gỗ đào không còn ở trong huyệt thái dương nữa. Như thế thì thi thể của bác cả nhà cô ra xuống mồ chưa đến 3 tháng. Khẳng định vẫn còn chưa bị thối rữa. Bị người đánh cắp đi như vậy là phiền toái rồi. Ôi trời, sư thúc nhỏ cố nhớ lại xem nào. Đinh gỗ đào có còn ở trong huyệt thái dương của bác cả nhà cậu không? Bạch Trạch giục tôi. Tôi nghĩ đến điên cả đầu. Lúc thì tôi cảm thấy chắc chắn là ông nội đã rút ra rồi. Lúc lại cảm thấy ông nội không có khả năng phạm phải sai lầm nhỏ như vậy. Nghĩ mãi. Cuối cùng, đầu óc tôi trống rỗng, quên mất tiêu mình đang muốn suy nghĩ cái gì. Được rồi, không nhớ rõ cũng là bình thường mà. Dù sao, vào thời điểm đó cũng là lần đầu tiên cô ra gặp được chuyện như thế. Cố Miên Phong thở dài. Tôi cảm thấy mấy người nghĩ quá phức tạp rồi. Trên bậc thang, Cố Khinh Ngôn đang canh giữ cho Cố U Hoàng, chẳng biết đã đi xuống từ lúc nào. Cô ta vỗ vỗ vai tôi, an ủi. Cô ra, đừng cuống, chúng tôi nhất định sẽ giúp cậu tìm thi thể bác cả về. Cái con bé này, vậy con thử xem, rốt cuộc, thi thể của bác cả nhà cô ra có bị thối rữa hay không? Cố Miên Phong cười mắng. Cố Khinh Ngôn dựng thẳng ngón tay lên, lắc lắc mấy cái rồi nói. Rất hiển nhiên, thi thể của bác cả nhà cô ra chắc chắn không bị thối rữa. Mọi người thử ngẫm mà xem, mộ phần của nhà họ Trần nhiều như vậy. Không chỉ có bác cả nhà cô ra, mà còn có cả bác hai, bác ba, thậm chí cả cha của cậu ấy đều nằm ở bên ngoài thôn Lão Loan. Vậy vì sao đối phương chỉ đào mỗi mộ của bác cả? Rõ ràng là đối phương có chuẩn bị mà đến, thậm chí đã sớm điều tra cặn kẽ tình huống rồi.